Bóp bịch nở nha. Lụm bí nha anh em. Bữa nay chạy sớm nên có bỏi nha anh em. Chạy trễ là còn cái nịch á. Ừ, rồi. Sao chiên môn nhổ nám tét cái đầu kỳ vậy ta. Thèm gì. Nám này dù quá sao bẻ cọc cọc được. Vô bịch. Làm ổ bút. Nữa. Nhiều lắm. Vô bịch. Mới lú. Nấm nở vô bịch nấm nở. Nấm đã đen rồi còn nhăn nữa. Công nhận này mình chạy mình gặp nấm nở luôn, ghê trời. Hên dữ chứ. Nở đâu phải muốn nhổ, nhổ đâu hên lắm mới gặp đó chứ. Nhổ gì đâu mà ngổ nắm banh hết còn gì nữa.
Gì rập rập như này. Kỹ năng bóp mà đã trời ơi nhiều lắm nấm nở vô vịt nấm nở tiếp tục. Chạy lên đây làm hổ nữa. Chạy xuống đường nữa coi sao.
đi ca nhổ nó 2-3 ngày rồi, bữa nay mình mới đi nhổ luôn. Qua wow, cũng có chạy mà chạy trễ quá tét đầu, nhổ được mấy cây nấm nở. Bữa nay đi sớm hên á chứ đi trễ nữa là rất quất rồi. Rồi bỏ lô, chạy hai đường vậy là có nhổ không có bỏ lô. Nhổ đường ổ bỏ lô. Hay chạy thì chạy, mình chạy hai đường, ba đường. Qua lô khác. Mới làm được ngộ mới lú phát ừ. Ngừng đang làm đi hút kìa. Làm đi hút kìa, có nắm rồi. Fan nào chạy với nó thấy quen quen, để dí qua thử coi. Trong lô cũng vui như vậy mà biết sao ai cũng vô lô. Quá trời quá đất ngự luôn. Hai ca nhau buổi sáng một ca, buổi trưa một ca, xế một ca, rồi khuya một ca, tối một ca. Lúc nào cũng có người trong lô. Bây giờ phải đá được ngồi nắm nó vui chứ về chạy riết về là không vui rồi đó.
mưa tới hồi tao mưa thấy bà nữa nè. Gậy rớp rớp rớp. Rất khỏe nào đi, chị rửa cái ông hồng quá nó chứ ai. Yeah, I'm good.